Chủ tịch AFC cho biết việc hủy AFC Cup là điều bất khả kháng bởi tới thời điểm này, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong khu vực châu Á, đồng thời việc di chuyển của các đội sẽ bị hạn chế rất nhiều. Việt Nam trong năm nay có hai đại diện tại đấu trường này, gồm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh. Ngoài ra, vòng chung kết U19 châu Á dự kiến diễn ra tại Uzbekistan trong tháng 10 tới cũng phải hoãn sang đầu năm sau. Cùng với đó, nhiều giải futsal trong khu vực cũng đồng loạt phải hủy bỏ hoặc rời sang đầu năm sau. Trong khi đó, đối với AFC Champions League, Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á đang xây dựng phương thức thi đấu tập trung, cố gắng hoàn thành phần còn lại của mùa giải năm nay.